Rồi, chào các anh chị em nhà mình ha. Có rồi cũng làm clip này để thông báo các anh em bữa nay là ngày 28 tháng 8 rồi. Chúng ta chỉ còn khoảng 3 ngày nữa là bắt đầu đến ngày nghỉ lễ 1 tháng 9. Muốn thông báo với các anh em về sắp tới chúng ta sẽ được hỗ trợ rất là nhiều thứ, nhất là những anh chị em đã ủng hộ Ricky Trading bấy lâu ha. Thì đầu tiên á, mình sẽ nói về cái đây. Mình sẽ nói về cái phần channel Marine ha. Sắp tới anh chị em chúng ta, những bạn mà đã đăng ký theo cái đường link đăng ký tạo tài khoản BinX theo đường link của Ricky Trading á nha, và những tài khoản nó tài khoản sống, những tài khoản cũ mà không có giao dịch thì đương nhiên các bạn sẽ không được nhận những cái quyền lợi ưu đãi sắp tới này, ok ha. Rồi, đó là gì? Đó là những bạn mà đã đăng ký tạo tài khoản dưới đường link thì ngoài cái việc các bạn sẽ được những cái hỗ trợ của chúng tôi, hỗ trợ ví dụ như có những cái trend, có cái channel Marine nè sẽ báo hiệu cho các bạn những cái tín hiệu để các bạn tham khảo buy sell mỗi ngày ha. Quản lý vốn, đương nhiên quản lý vốn các bạn phải tự có tiền, các bạn phải tự cân nhắc, tự quản lý tiền các bạn, nhưng đồng thời chúng tôi cũng sẽ có những cái bài để bài những cái bài hướng dẫn về tâm lý giao dịch và cả quản lý vốn, những cái cách mà quản lý vốn từng bước đi lệnh sao nó an toàn để các bạn tham khảo để các bạn quản trị tốt cái tài sản của mình, ok chưa. Ngoài ra mỗi tháng chúng ta sẽ có cái chương trình là thi giải với nhau, thì đặc biệt dành cho các bạn mà tham gia thi giải thì hàng tháng á, thi giải các bạn chỉ có đóng 10 đô, và 10 đô này nhắc lại là chúng tôi không có lấy, không có nhận của các bạn, mà 10 đô này mình sẽ gom lại từng bạn 10 đô, và mỗi tháng như vậy mình cũng có tài trợ thêm tiền trên đó ít nhất là 100 đô cho các bạn, và cái bạn nào mà trade đạt top giải á, thì các bạn sẽ được nhận tổng tất cả tiền của những bạn đã tham gia, mỗi bạn đóng 10 đô. Cho nên tiền đó tôi nói thẳng luôn là chúng tôi không có ăn vòng trong đó đó nha. Tổ chức, tại sao tổ chức như vậy? Tổ chức là để cho các bạn có cái ý thức là luyện thực chiến, luyện thực chiến, và có cái chỉ số trên đó để các bạn luyện thực chiến rồi á, thì lúc đó hàng tuần á sẽ có những cái buổi Zoom, mình sẽ tổ chức những buổi Zoom là giao lưu dành cho những cái bạn mà đã trước đó đã chơi rất là tốt, có những cái chỉ số giữ rất là vững, rất là tốt. Những bạn đó sẽ Zoom cùng nhau, cùng các bạn, họ sẽ chia sẻ những cái kỹ năng, những cái kinh nghiệm để các bạn học, các bạn chơi thật là tốt cho nó hiệu quả, ok chưa. Ngoài ra các bạn sẽ có cái group riêng, cái group đó, cái channel riêng, cái channel đó sẽ ngoài tín hiệu ra, đặc biệt có những tín hiệu ăn rất là dày, rất là xa như tín hiệu của Picagor đó, để giúp các bạn ăn được những cái khoản lợi nhuận khá khá rất là nhiều. Và thế mạnh của Picagor thì các bạn cũng biết rồi, SL siêu ngắn và ăn siêu dài, SL rất ngắn và ăn rất là dài, có nghĩa là ăn một lệnh hai lệnh thôi các bạn đã ngấp mặt rồi đó. Thì ngoài ra sẽ có cái channel đó sẽ cung cấp những cái tín hiệu đó cho các bạn tham khảo để các bạn và ra vào lệnh trên đó, ok chưa. Cái hỗ trợ thứ ba nó mới giá trị là anh em admin Ricky Trading vừa rồi có code những cái bộ indicator, những cái bộ đó là những được code ra từ những cái bài chiến lược tỷ Marine ha, và các bạn sẽ được dùng bài chiến lược trên đó. Ví dụ như tôi mở các bạn xem, các bạn thấy BGC đây, các bạn thấy BGC chiến lược nó sẽ cho các bạn có những cái vùng sell rất đẹp, những cái điểm sell nè, các bạn thấy không, những chỗ này sell nó cho sell rất là chuẩn. Sau khi nó cho thì các bạn thấy nó rớt một nhịp rất mạnh, rớt rất là mạnh, và các bạn thấy không, rớt lên, rớt rất là mạnh đó, cả trên 4 giờ đều hiệu quả ha. Thậm chí chúng ta mở con vàng, chúng ta đánh vàng nó vẫn ra những tín hiệu cho các bạn đó. Tất cả những cái đoạn mà nó cho các bạn sell đều đều phá đáy hoặc là phá đỉnh, có nghĩa là cái TP của nó đều là phá phá cái đáy. Ví dụ ở đây cho các bạn sell xuống đều phá cái đáy, phá đáy, phá đáy, phá đáy, phá đáy đó. Và cái nguyên tắc SL các bạn sẽ được học riêng trên đó. Những cái tín hiệu này được code dựa trên những cái chiến lược về chuyên về Marine, và các bạn và trong cái channel mà khi giải các bạn sẽ được học luyện, và tài khoản các bạn sẽ được cấp theo hàng tháng. Tháng nào các bạn tham gia vào cái channel khi giải thì các bạn sẽ được duyệt dùng những cái chỉ số này ha, và tháng nào mà các bạn không tham gia thì các bạn out channel, các bạn không duyệt dùng những chỉ số đó, ok chưa. Đó, cho nên thành ra các bạn mà tiết 10 đô á, thì các bạn sai lầm ha, 10 đô các bạn nhận về nhiều cái nhiều thứ hơn các bạn đang nghĩ. Rồi, đó là cái thông báo về dành cho cộng đồng tham gia bên channel Marine. Cái thông báo thứ hai là dành cho anh em tham gia vào cái group học viên. Đây là cái bảng quyền lợi dành cho các anh em tham gia vào channel group học viên ha. Thì các bạn tham gia vào những học viên thì
đồng nghĩa các bạn sẽ được team admin và đội nhóm sẽ hỗ trợ các bạn hầu như là đồng hành suốt đời, trừ khi các ông trong đó các ông quậy, các ông phá cái gì đó thôi bị kích ra thôi, chứ các ông đàng hoàng học hành trong đó nghiêm túc chả ai đụng chạm gì cả, chúng ta sẽ được hỗ trợ trọn đời nha. Và trọn đời hỗ trợ ở đây là gì, sẽ là những cái buổi ngoài những cái việc mà các bạn học về kiến thức phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản kinh tế vĩ mô, đọc sau này còn sẽ học thêm những cái liên quan đến về chứng khoán như kinh tế vĩ mô nè, đọc báo cáo tài chính nè đó, và những cái về bất động sản nữa, về pháp lý nè, bất động sản thực chiến kinh nghiệm nè, và rất nhiều cái môn, nói chung cái nào liên quan đến tài chính các bạn sẽ đều được học hết. Chúng ta sẽ chung một cái group như chung một cái nhà thôi, anh em chúng ta đầu tư với nhau và cùng thảo luận cùng học trên đó. Ngoài những cái buổi học vào thường là học vào 2 4 6 hoặc là 3 5 7 buổi tối, lịch sẽ được up lên channel học viên cho các bạn báo trước, học vào lúc 20:30 hàng tuần thì hầu như là chỉ có 2 3 buổi học hàng tuần. Ngoài 2 3 buổi học vào 20:30 hàng tuần thì sẽ có 1 đến 2 buổi sáng dành cho các anh em học viên mới, kèm anh em học viên mới, kèm 1 1 anh em học viên mới đó, 9:30 sáng kèm 1 1, và sắp xếp lịch như vậy thì các bạn sẽ được, những bạn mà yếu hay là những bạn học viên mới, các bạn sẽ không lo là cái việc bắt không kịp cái nhịp học viên cũ, mà các bạn sẽ được anh em admin kèm và kéo lên kỹ năng, từ cái trình độ đến kỹ năng, kéo lên, kéo các bạn lên rất là nhanh để hòa nhịp với cái lượng kiến thức của anh em học viên cũ. Ok chưa? Tại vì kiến thức trong ngành này thật sự nói với các bạn nó rất là nhiều, chúng ta không thể nào mà chúng ta học trong vòng 5 buổi 8 buổi là chúng ta thành tài, là thật sự là không có. Các bạn hãy nghiệm lại thử xem từ năm 2016 đến bây giờ chúng ta đã mất rất là nhiều tiền vào những cái khóa học, thực tế cái lượng kiến thức chúng ta học chúng ta bị thiếu sót rất là nhiều là bởi vì chúng ta không có thực hành, và cái lượng kiến thức đó quá ít, không có thực tế, không có thực chiến, không có chiêm nghiệm. Cho nên thành ra cái cách thực sự mà học về trong ngành này đó là một cái sự đồng hành, cái giá trị nó nằm ở cái sự đồng hành và học mỗi ngày như vậy, dần 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 như vậy, học dựa trên những cái biến động thực tế của thị trường thì cái trình của các bạn nó mới đi lên, chứ không phải trong một cái giai đoạn uptrend các bạn thấy người đó giỏi các bạn học, học xong rồi downtrend các bạn không đánh được, không phải, mà chúng ta sẽ học luôn cả uptrend downtrend, có nên là đồng hành xuyên suốt trên cái nhịp của thị trường ha. Đó, và đối với các anh em học viên các bạn sẽ được vào những, đương nhiên các bạn sẽ được vào những cái hỗ trợ trainer hỗ trợ như group chat nè, group chat này sẽ tương tác mỗi ngày, đây là cái giá trị chứ không nằm ở tài liệu. Ngoài cái group chat này ra chúng ta sẽ có một cái channel riêng nữa để lưu tất cả các tài liệu bài học lịch học, trong đó sau mỗi buổi Zoom các bạn đều được lưu lại ở bên channel đó. Ngoài ra sẽ có một cái thông tin, một cái channel nữa là thông tin kèo, anh em admin sẽ soi những kèo này và không public cộng đồng, những kèo này chỉ dành cho anh em học viên chúng ta tham khảo trên đó ha. Những kèo này hầu như chúng tôi soi khá chất lượng, cũng cân nhắc rất là kỹ góp cho các anh em đó, và hầu như những cái kèo chất lượng và Picago nó sẽ nằm hết trong này đó, các bạn chỉ cần ăn khoảng một vài kèo là tôi nghĩ là các bạn đã có được một khoản lợi nhuận hơi bị khủng rồi ha. Có thể giải quyết được rất là nhiều cái vấn đề mà trong cuộc sống chúng ta đang gặp phải, hay là những cái lệnh chúng ta đang bị âm. Ok chưa? Rồi tiếp, đây là cái phần mà giá trị hơn, giá trị nhất mà anh em học viên sẽ nhận được, đó là bắt đầu từ tháng 9 trở đi, các bạn anh em học viên và ở trong cái channel 2023 đó, channel học viên á, các bạn sẽ được cấp những, các bạn sẽ được cấp cái tài khoản quản lý thông minh, tài khoản thông minh nó như sau. Tài khoản đó các bạn sẽ được xem những cái dữ liệu về kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước nha. Những cái dữ liệu này có thể bên ngoài các bạn sẽ phải bỏ rất nhiều tiền, ít nhất là cũng phải 4 5 triệu, thậm chí là 10 triệu. Nếu các bạn mua cái gói của một năm có phải là mười mấy triệu là bình thường. Nhưng các bạn học viên sẽ được cấp dùng cái dữ liệu này. Cái dữ liệu này có thể là miễn phí trọn đời. Tôi chưa dám hứa là miễn phí trọn lời đời. Tôi mới nói là có thể, nhưng ít nhất các bạn sẽ được miễn phí trong một năm 2 năm gì đó. Tại vì cái này có liên kết với một bạn founder của một cái trang khá nổi tiếng. Có liên kết với bạn đó và bạn nó cấp cho chúng ta, cấp hỗ trợ cho anh em cái trading, cái tài khoản này để xem dữ liệu này. Ok chưa? Ngoài cái việc xem dữ liệu này thì sẽ có những cái nhận định từ các cái người chuyên gia, những cái người trong ngành cho các bạn cái góc nhìn. Và ở đây là chúng ta ngoài việc xem dữ liệu mà chúng ta còn được học trên đó, được thực hành trên đó, được nhận định về kinh tế vĩ mô trên đó. Ok chưa? Tại vì ở phần trên là chúng ta sẽ được học bài bản về kinh tế vĩ mô rồi, còn ở đây là có dữ liệu và có thực hành luôn, cho nên cái trình về kiến thức về tài chính của các bạn sẽ nâng lên rất là cao ha. Rồi ngoài cái tính năng đó các bạn còn sẽ được duyệt xài các cái indicator trên TradingView giống như đây nè, giống như bên channel Marine họ sẽ được xài một hai cái, nhưng channel học viên chúng ta sẽ được xài full trên đó. Full trên đó là gồm có gì, gồm có 7 cái chiến lược chuyên chỉ dùng để đánh Marine,
như vừa rồi các bạn thấy chiến lược 1, chiến lược 2 là quá bá đạo rồi đúng không ạ? Vừa rồi có thêm một chiến lược 5. À, một cái chiến lược 5. Sắp tới các bạn sẽ được học và dùng 3, 4, rồi 6, 7. 7 cái chiến lược chuyên dùng đánh Marine Future. Và những chiến lược này đương nhiên không những các bạn được được dùng cái này, mà chắc chắn là các bạn phải được học rồi. Phải được học và có cái này hỗ trợ các bạn nữa. Hỗ trợ để làm gì? Để các bạn không cần phải check từng cần con, không cần phải phải kiểm tra cần con, các bạn chỉ cần bật cái indicator này lên. Bật lên là các bạn có thể mở bất kỳ con nào nó cho các bạn, nó lọc giúp cho các bạn cái độ nhiễm, các bạn chỉ cần kiểm tra lại thôi là các bạn có thể xài được. Có nên vào không thôi, kiểm tra lại. Ok chưa? Ngoài tín hiệu đó sẽ có một cái nữa là cái hệ thống dịch số 2 chuyên dùng để đánh spot lướt nước và hô. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Và thêm một cái nữa là cái bộ không thể thiếu được là cái bộ indicator của Picagor. Nè, của Picagor. Thì cái bộ indicator của Picagor này thì anh em fan sách sẽ được nhận, và anh em channel học viên sẽ được nhận full tất cả những cái này. Ok chưa? Ngoài ra còn gì nữa? Chúng ta còn được những cái tính năng ưu việt từ cái tài khoản thông minh này là các bạn sẽ có được cấp cái tài khoản quản lý, được cấp cái tài khoản quản lý thông minh ưu việt là nó dành cho Spot và cả Marine. Ha. Thì ở đây cái tài khoản này được quản lý thông minh như thế nào? Có nghĩa là bạn chúng ta chỉ cần nhập cái địa chỉ ví và mọi thứ nó sẽ được quản lý, nó sẽ không đụng nhịp tới tài khoản chúng ta cả, mà nó chỉ có vai trò là nó quét và nó quản lý, nó báo cho các bạn. Tài khoản các bạn ví dụ đang mua 5 con, trong đó có EKH, BKC, OK, Mana, Sen thì nó 5 con. Thì thường các bạn mua quá nhiều con, các bạn sẽ không biết được. Các bạn chỉ nhìn như cổng tài khoản lời lỗ thôi, các bạn không biết được là trong 5 con đó thực tế con nào các bạn đang lời, con nào đang lỗ. Ví dụ BKC đang lời, nhiều khi BKC bạn đã mua 4 lần rồi, trong đó chỉ có 3 lần lời và 1 lần lỗ. Thành đúng không? Có nghĩa là nó đi chi tiết vô từng con, nó đi chi tiết vô từng từng con trong cái cổng tài khoản. Rồi từng con đó là cần lệnh mua trên con đó, và nó nhắc cho các bạn luôn là cần lệnh đó đang lệnh nào đang dương 30%, 50% nên chốt. À, hoặc là đang âm 30%, 50% nên cắt. Và nó cảnh báo ở đây, nó vừa cảnh báo theo phần trăm mà nó còn vừa cảnh báo theo cái nhịp của thị trường. Ví dụ thị trường Bitcoin, BKC nó chuẩn bị có biến động mạnh, nó sẽ nhắc các bạn những con nó có khả năng bị ảnh hưởng. Các bạn phải cân nhắc tài khoản các bạn nên chốt hay không. Nó sẽ mang cái tính là như con AI nó nhắc các bạn vậy đấy. Nó nhắc các bạn, và cái việc còn lại của các bạn tự lựa chọn. Ha. Các bạn tự lựa chọn, các bạn cân nhắc. Cho nên cái tính năng quản lý này rất là thông minh, và ngoài quản lý spot đó nó sẽ quản lý theo Marine, có nhật ký giao dịch, mọi thứ đều auto cho các bạn. Thú vị không? Đây là những cái cực kỳ giá trị mà mỗi nick được một tài khoản dùng, mỗi nick anh em học viên được một tài khoản dùng. Ha. Rồi thêm cái nữa là nó có cái bot cảnh báo nhắc nhở khi thị trường sắp có biến động mạnh. Ha. Ví dụ thị trường vàng chuẩn bị có biến động mạnh, hay là chứng khoán, hay là BKC nè có biến động mạnh, nhưng nó còn cảnh báo đến chi cái phần con. Có nghĩa là nó sẽ mở ra cho các bạn có một 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 list, các bạn thích con nào, các bạn đang quan tâm con nào. Ví dụ bạn hay đang giữ market, bạn đang sợ nó có biến động mạnh cần phải báo, thì bạn click vô đó tự động, cái đó nó sẽ báo cho các bạn. Nó báo về tin nhắn trực tiếp trên Telegram các bạn nha. Nó nhắc là tài khoản trực tiếp các bạn và không có ai nhận được ngoài các bạn, nhắc cho các bạn. Ok chưa? Đó đó là những cái tính năng ưu việt dành cho các anh em. Rồi, và một cái thông báo nữa đây là cái phí join vô nhóm học viên. Lần trước mình có nói các bạn rồi, trước tháng 8, trước 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 một tháng 9, trước một tháng 9 là vẫn còn cái khuyến mãi cũ của tháng 7 là sẽ là 1K8 cộng toàn bộ sách, và bắt đầu từ một tháng 9 trở đi sẽ là 2K3, không còn là 1K8. Một tháng 9 trở đi sẽ là 2K3 cộng mặc định. Các bạn cho mình những học viên, các bạn sẽ được tặng một cái bộ sách, một cái bộ quà kỷ niệm 5 năm. Bộ quà đó là gồm có một cái bình giữ nhiệt có khắc cái laser lên, có cái câu slogan không ai giống ai riêng biệt, bình giữ nhiệt lớn chất lượng, kèm một cái bộ sách. Tôi có ký lên trên đó, kèm cái bộ sách kỷ niệm 5 năm của Liquid Trading. Đó là một cái bộ 2K3, phí 2K3 tặng bộ sách là từ 1 tháng 9. Bữa nay là 28 tháng 8 thì vẫn còn duy trì cái mức 1K8, nhưng từ 1 tháng 9 trở đi thì sẽ là 2K3. Ok chưa? Và cái phí này là trọn đời. Tiếp, hàng tháng tôi sẽ set up là có 5 suất đầu tiên hàng tháng và một cây hàng tháng. 5 suất đó thay vì 2K3 thì sẽ là 2K dành cho một cây hàng tháng. Ok chưa? Để làm gì? Tôi cũng suy nghĩ khá nhiều.
và cuối cùng tôi chọn cái ưu đãi này là bởi vì tôi không muốn có những khuyến mãi nào nữa nó rối, nó bị chồng chéo nó rối, và setup một 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 chính sách như vậy cho đến cuối năm. Vậy thì những cái người mà thực sự người ta muốn vào á, người ta sẽ biết cách, người ta sẽ chọn ở đầu tháng ra vào để học cùng nhóm, cùng đội nhóm. À, còn những người mà không có sự chuẩn bị thì họ sẽ phải, họ muốn vào thì họ phải là 2K3. Và tôi nâng cái mức này, và cái mức 2K3 này là giữ từ đây đến hết năm 2023. Đến hết năm 2023. Ok ha. Rồi, thông tin như thế nào, thông tin chuyển khoản hay như thế nào thì các bạn PM tôi sẽ gửi thông tin chi tiết. Đây là cái nick Telegram của tôi. Đây. Ê.mi Lý Gia Thành, cảm ơn. Ha. Tôi sẽ không chủ động PM các bạn, không chủ động PM bất kỳ ai. Ha. Chỉ có các bạn PM tôi thì tôi trả lời. Như vậy thôi ha, để tránh cái việc fake. Bất kỳ thành viên cá nhân nào mà PM các bạn thì các bạn chỉ việc click report. Report nó thôi là xong, lock nó là xong. Bởi vì thường mà họ chủ động PM các bạn á là họ có mục đích. Họ có mục đích họ chốt lời các bạn á, họ mới PM các bạn. Chứ tôi admin sẽ không bao giờ chủ động PM các bạn. Ok ha. Cho nên sắp tới bắt đầu từ tháng 9 trở đi thì anh em học viên cho những học viên và cả anh em học viên bên 2K3 cũ. Những anh em học viên nằm trong 2K3 thì các bạn sẽ được hỗ trợ rất là nhiều cái ưu việt. Và từ đây đến cuối năm sẽ còn phát triển tiếp những cái tính năng ưu việt nữa, các bạn sẽ được nhận những cái đó đầy đủ cả ha. Chúng ta là một nhà, chúng ta đồng hành với nhau ha. Và sắp tới có sẵn cái buổi này thì nói luôn, anh em học viên chúng ta sắp tới sẽ học lại về cái khóa vĩ mô. Cái khóa vĩ mô nó sẽ có hai phần, là phần cơ bản, một phần cơ bản là vĩ mô rất là bình dân học vụ, và một cái phần là nâng cao xem dữ liệu để dự báo tương lai, dự phóng tương lai. Ok ha. Thì cái phần mà cơ bản đó tôi vẫn sẽ dạy free cho cộng đồng, nhưng lần này tôi sẽ không không dạy free với cái dạng mà chung chung ai muốn vào học cũng được, mà tôi sẽ có chọn lọc và tôi sẽ cho đăng ký. Vẫn là free đấy, nhưng tôi sẽ cho đăng ký và tôi chọn lọc member vào học. Ok ha. Cho nên cái khóa vĩ mô đầu tháng 9 sẽ có, và nó có hai cấp độ. Cấp độ cơ bản bình dân học vụ vĩ mô thì vẫn là free cộng đồng, và tôi sẽ thông báo cái hình thức để các bạn đăng ký học free miễn phí. Và anh em học viên thì học hai cả hai cấp độ cơ bản và nâng cao, chỉ có anh em học viên mới học phần nâng cao thôi ha. Và học cả hai cấp độ đó. Thì cái cấp độ 1 thì anh em học viên chúng ta sẽ học chung với cộng đồng, ok ha. Cấp độ 2 thì chỉ có anh em học viên học thôi. Đó, thông báo luôn cho các bạn, tại vì có nhiều bạn cũng đang rất thích phần vĩ mô và đang muốn học lại phần đó, thì đầu tháng 9 sẽ có cái buổi đó. Ok ha, ba anh em nha. Rồi.